Dạ, em tên là Phan Trần Phương Trang, năm nay em 21 tuổi. Em thì đã có 2 năm học ở Singapore, 1 năm học ở Thụy Sĩ. Và bây giờ sắp tới thì em sẽ đi học ngành Hospitality ở Stanford University ở Leeuwarden của Hà Lan. Cái là năm em đang học 12 thì ba em về nói em là thôi, con đừng thi đại học nữa, đi du học đi. Con có biết một chữ tiếng Anh nào đâu mà ba nói con đi du học. Cái là ba em kêu thôi bỏ hết sách vở đi học tiếng Anh. Rồi học một tuần, cả tuần học tiếng Anh thôi. Thì mới đầu em cũng chỉ nghĩ là học ở Hà Lan, học ở Thụy Sĩ với lại Singapore, xong rồi em muốn tìm một cái môi trường mới để em học cho cái master của em. Khi mà em du học ở Thụy Sĩ á, thì em có cơ hội đi Hà Lan rồi, mà em thấy Hà Lan một nước rất là năng động. Nên là ước mơ của em mới nói là ước mơ em, ước gì em được ở Hà Lan. Hồi trước khi ở Thụy Sĩ là ước gì em có thể học ở Hà Lan. Nên là đó là mục tiêu mà em chọn Stinden. Sau khi tìm hiểu về Stinden thì em thấy cũng ok với cái mục tiêu của em nên chọn Stinden. Khi mà em tìm hiểu thì em cảm thấy thích Stinden vì là trường là có đông học sinh, nhưng mà 1/3 học sinh là national, international rồi. Nên là kiểu có không phải kiểu là em học trong một cái môi trường chỉ có nhiều người Hà Lan, mà có những các bạn, nhiều bạn, với lại là trường có một cái khách sạn 4 sao. Dạ, cái bên trường thì có nhiều cơ hội thực tập hơn cho mình. Ước mơ của em hả? Ước mơ của em là tự mở cái nhà hàng của em, nhà hàng Tây. Thì nói chung em cũng không lo lắng, nhưng mà kiểu sẽ phải tiếp xúc với lại một môi trường mới thì cũng hơi sợ sợ thôi. Hơi sợ. Trước em học ở SAM á, trường mặc dù yêu cầu rất là cao, thi cử yêu cầu rất là cao, pass fail, fail rất là nhiều, nhưng mà em nghĩ cái đó cũng mà để tốt cho sinh viên thôi. Kiểu là sàng lọc kỹ thì với lại là cái chất lượng của trường cũng sẽ tốt hơn. Đỡ mất thời gian. Dạ, đỡ mất thời gian. Là sau này khi mình học thì học ở một cái môi trường nghiêm túc á, thì kiểu sau này cái tính cách của mình cũng kiểu nghiêm túc, chứ mình không phải nghĩ thi cử mà dễ dàng qua. Thì lời khuyên của em nói là nếu mà thực sự mà có điều kiện á, thì các bạn nên đi du học. Vì như em nói, du học thì sẽ giúp các bạn là trưởng thành lên rất là nhiều, độc lập hơn trong cuộc sống của mình. Tiếp xúc với lại là được một nền văn hóa mới. Khi các bạn học một ngôn ngữ mới thì các bạn đã biết được một nền văn hóa mới, tiếp xúc với những con người mới. Tuy là thời gian đầu thì các bạn sẽ chắc chắn là gặp nhiều khó khăn, là về môi trường, về con người hoặc là về văn hóa. Nhưng mà nếu mà các bạn vượt qua được thì các bạn sẽ thấy là cái việc đi du học rất là giá trị. Nói chuyện của ta. Không, chị này cũng mất giờ sao nói nữa. Bà tự nói vậy nhé. Dễ thương. Tận tình. Nhanh.